Dạ, xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay con thay mặt cho anh Cá Lồng Tông đến trao tiền thuốc tháng 9 cho em Huệ và ông Hai Phương. Dạ, đầu tiên thì con đến nhà của em Huệ thì con cũng mời ông bà cô chú cùng vào trong nhà nha. Chào chị. Chị chào em nha. Chào con đi con. Cô chào con, giỏi. Mẹ em đi ra đồng không rồi? Dạ, mẹ em ra hè. Rồi hỏi mấy em chị Thận như thế nào, sức khỏe em tốt không? Dạ, cũng tốt. Hôm nay cũng bước sang tháng 9 thì chị đến nhà cũng hỏi thăm sức khỏe của em nha. Dạ. Sau đó chị cũng thay mặt cho anh Cá Lồng Tông trao tiền thuốc tháng 9 cho em. Dạ. Thì mỗi tháng là anh hỗ trợ cho em số tiền là 3 triệu. Còn tháng 9 này thì anh có hỗ trợ thêm 1 triệu tiền thuốc nữa để cho em vô chai đạm á. Dạ. Tổng cộng số tiền là 4 triệu. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Đây số tiền 4 triệu chị thay mặt anh Cá Lồng Tông trao cho em nha. Cảm ơn chị, cảm ơn Mạnh Thường Quân Cá Lồng Tông đã hỗ trợ thêm 1 triệu với tiền thuốc thang hàng tháng cho em chạy thận và nuôi con nhỏ. Cảm ơn anh Cá Lồng Tông rất nhiều. Cảm ơn chú đi con. Em đây lại. Cảm ơn chú. Giỏi. Đài chú đi. Đài dạ. Đây cũng là tấm lòng của anh Cá Lồng Tông dành cho em nha. Dạ. Còn tháng sau tháng 10 là chị trao 3 triệu bình thường nha. Dạ. Thời gian qua cảm ơn anh Cá Lồng Tông rất nhiều đã hỗ trợ cho em hàng tháng đi chạy thận và nuôi con nhỏ. Cảm ơn rất nhiều. Anh Cá Lồng Tông cũng gửi lời chúc sức khỏe đến em luôn. Dạ. Cảm ơn anh Cá Lồng Tông. Dạ thì anh ơi, hôm nay cũng bước sang tháng 9 thì em thay mặt cho anh đến cho tiền thuốc cho em về nha. Dạ thì em cũng cảm ơn tấm lòng của anh rất là nhiều, chúc anh có thật nhiều sức khỏe. Và chị cũng chúc cho em có thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn em. Dạ, chị chào em nha. Dạ. Dạ, con chào ông Hai. Cảm ơn con. Dạ. Dạ, sức khỏe hổng gài tốt không ông Hai? Cũng vậy đó con, khỏe khỏe. Dạ. Rồi tới... Khi cháu thì đi lãnh thuốc nữa nè, thuốc hết rồi. Dạ. Ừ. Ông Hai khỏe nhiều không? Ông Hai con thấy ông Hai đi bán vé số. Hồi đi bán, lậu ra ngoài bán bữa 10 tờ, 15 tờ. Đi ra ngoài bán không lợi người ta, lậu lẹo quá. Đi về chạy thể dục gì đó. Trong chợ chỗ nào mệt thì ngồi nghỉ. Chỗ nào mệt ngồi nghỉ có bàn ghế mình rồi dễ. Ở nhà lậu lộ, lộn nổi. Đi ra bán cho bạn vé số, tiền uống cà phê rồi vậy thôi. Nhưng mình đi tập thể dục với con. Dạ. Ừ. Thấy đi được không Hai? Nếu không khỏe không Hai ở nhà. Rồi đi bán 10-15 tờ mình đi cũng xa nữa. Chạy đi chợ. Chạy chỉ đạp ở chợ đó. Cái bỏ đó vòng ở chợ vậy đó. Chỗ nào mệt thì ngồi nghỉ. Bàn ghế xíu gì. Dạ. Ừ. Hôm bữa con đi xuống đò con thấy ông Hai bán vé số. Bán đó đó. Dạ. Bán vé số. Rồi hổng gà ông Hai uống thuốc vẫn bình thường không Hai? Cũng đỡ đỡ gì. Dạ. Rồi ông Hai cũng gần tới ngày đi lãnh thuốc nữa. Tới ngày thứ sáu đi nè. Chứ sáu tay gì đấy, bộ mùng thứ sáu. Ừ. Dạ. Dạ hôm nay bước sang tháng 9, con đến hỏi thăm sức khỏe ông Hai. Sau đó thì con thay mặt cho anh Cá Lồng Tông. Dạ anh ở Mỹ, anh mỗi tháng có hỗ trợ ông Hai số tiền 2 triệu giúp ông Hai tiền thuốc. Cảm ơn con. Dạ. Về nói với... Hai Lồng Tông nói, dạ. Chứ ông Hai gửi lời cảm ơn nha. Dạ. Nhờ phụ dụng tiền thuốc, tiền đồ. Dạ. 1 triệu, 2 triệu. Dạ đây số tiền 2 triệu, con thay mặt anh. Dạ con gửi cho ông Hai nha. Ừ. Nói Lồng Tông, ai gửi lời cảm ơn. Dạ. Mình giúp tiền thuốc, mình đi nội với thuốc. Thuốc bây giờ phát xíu không đủ. Mua thêm tiền trăm mấy hai trăm nữa, mua thêm thuốc uống nữa. Dạ. Với lại thuốc ngủ không được á, nó phát thuốc ngủ một tháng rồi nữa, 7-8 viên uống đâu đủ. Mua thêm ở chợ, hai mấy viên chỉ gì uống, bữa nào uống được viên thì ngủ được, còn không có thuốc ngủ không được. Dạ. 12 giờ thức dậy thức luôn tới sáng. Bây giờ già yếu rồi bệnh hoạn cũng khó khăn ngủ anh.
ăn thì không biết ngon, ngủ gì mất chứ ngủ thì ngủ không được, ăn cũng không được nhiều, ngủ cũng không được hai bữa thì chén cơm vậy thôi. Dạ. Bữa nào mà chén hơi đầy, tính chén hơi đầy là nó mệt tim, nó mệt. Dạ. Thở không nổi rồi đã dám ăn no. Ông hai bị bệnh tim rồi phổi nữa. Tim mà phổi nữa. Dạ. Phổi nó ho no cái ngất ngất, cái bữa ra đây ho mà ngất ngất, nước mắt nó mũi chảy muốn nín thở luôn, muốn đứt hơi luôn. Dạ. Thôi ông hai gắng giữ gìn sức khỏe đi, ông hai bữa nào khỏe hả đi bán giấy số, còn không khỏe thì ở nhà. Đi bán thì về thể dục con ơi. Tại ông hai bị tim nữa, đi nhiều quá thì mệt á. Đi đậu đây thì như vậy, đi này đi nó mệt không chỗ ngồi. Dạ. Còn chồng nó chở vậy rồi, gặp anh em uống cà phê nói chuyện đồ, rồi ngoài chỗ nào ngồi chỗ nấy, bàn ghế thiếu gì ngồi được. Dạ. Có bữa, ngày đâu chục 15 vé, là tàn thiếu nhi, bến đò. Dạ. Có ai bán bậy nó về tờ vậy rồi lỗ lỗ về ở. Dạ. Nhà con tròn chân con chân nữa. Dạ. Cúm giò trơn rồi. Anh Cá Lồng Tông cũng gửi lời chúc sức khỏe đến ông hai luôn nha. Dạ, thì anh cũng đặc biệt quan tâm đến ông hai thì con cũng chúc cho ông hai có nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Nhớ lời gửi lời tâm Lồng Tông ông hai gửi lời tâm cảm ơn dữ lắm nha. Dạ. Dạ anh Cá Lồng Tông ơi, hôm nay thì bước sang tháng 9 thì em thay mặt cho anh đến trao tiền thuốc cho em Huệ và ông hai. Dạ thì em Huệ với ông hai cũng rất là vui mừng luôn. Cảm ơn tấm lòng của anh rất là nhiều đã hỗ trợ tiền thuốc hàng tháng. Dạ thì em chúc cho anh và gia đình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha anh. Dạ vậy con chào ông hai nha ông hai. Dạ thì Nương cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú. Dạ con xin chào.